Xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ năm, ngày 22 tháng 6 năm 2023. Chương trình Thời sự tối hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Quốc hội đã thảo luận về dự án luật viễn thông sửa đổi dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải. Học viện Chính trị khu vực 4 tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Cầu Kè tích cực tổ chức ôn luyện, củng cố hệ thống lại những kiến thức cho học sinh để các em sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với tâm thế vững vàng và đạt hiệu quả cao nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị các bạn, tiếp tục thực hiện chương trình của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay ngày 22 tháng 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã thảo luận về dự án luật viễn thông sửa đổi. Trong phần đầu của phiên làm việc sáng nay, sau khi nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua luật giao dịch điện tử sửa đổi với 468 đại biểu tán thành bằng 94,74%. Tiếp đến, Quốc hội nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết về phân bổ vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phân bổ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của các chương trình mục tiêu quốc gia. Sau đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết này với tỷ lệ tán thành đạt 96,36%. Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội còn thảo luận về dự án luật viễn thông sửa đổi. Tham gia thảo luận, đại biểu Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh bày tỏ sự đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi bổ sung luật viễn thông nhằm thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Để góp phần hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu Thạch Phước Bình đã đóng góp ý kiến vào hai nội dung sau. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, thứ nhất về phạm vi điều chỉnh. Điều 1. Mặc dù điều 1 của dự thảo luật đã xác định phạm vi điều chỉnh là hoạt động viễn thông, tuy nhiên các nội dung dự thảo luật đang tập trung chủ yếu vào điều chỉnh hoạt động viễn thông, giống như quy định tại luật viễn thông 2009 hiện hành. Vì vậy, tôi đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu làm rõ hơn nội hàm hoạt động viễn thông và bổ sung các quy định cho phù hợp trong dự thảo luật. Theo quan điểm của nhiều chuyên gia, hoạt động viễn thông thường bao gồm quyền tham gia hoạt động viễn thông, quyền được đảm bảo an toàn viễn thông, cả bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động viễn thông, nghiên cứu triển khai hoạt động viễn thông, từ đó hình thành hệ thống pháp luật về viễn thông, trong đó có hoạt động kinh doanh viễn thông. Hơn nữa, trong bối cảnh có sự kết hợp giao thoa hội tụ giữa lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông tạo ra vô vàn tiện ích, ranh giới không còn rõ ràng, thì bên cạnh việc thuyết minh rõ ràng phạm vi điều chỉnh các hoạt động viễn thông đang được quy định tại các luật có liên quan khác, hồ sơ dự án luật viễn thông sửa đổi cũng cần phân tích kỹ về bối cảnh xây dựng chính sách, phân tích chính sách, tác động của dự án luật, làm rõ lợi ích quốc gia và của doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài thuộc đối tượng áp dụng của dự án luật. Thứ hai, về cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây tại điều 23, kiến nghị nên đưa ra các quy định theo hướng thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trung tâm dữ liệu tại Việt Nam và tiếp cận theo hướng quản lý về mặt kỹ thuật, cho phép cung cấp dịch vụ nếu đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, thay cho việc yêu cầu về việc đặt văn phòng đại diện hay có thỏa thuận thương mại với các doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó, tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu lại cách thể hiện các điều 3, 4, 5, 6 để đảm bảo phù hợp với điều 17 Công ước về các quyền dân sự và chính trị. Hiện tại, quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 không đưa ra hoặc đưa ra rất ít điều kiện hạn chế cho việc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Các quy định này có thể dẫn đến cách hiểu rằng cơ quan nhà nước có quyền tự ý can thiệp vào thông tin của người sử dụng được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu hoặc điện toán đám mây thông qua áp đặt yêu cầu lên doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Song song đó, quy định tại khoản 5, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không phải chịu trách nhiệm theo dõi giám sát thông tin của tổ chức cá nhân khác trong quá trình xử lý lưu trữ và truy xuất thông tin, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Có thể dẫn đến cách hiểu là khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu thì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có trách nhiệm theo dõi giám sát thông tin của tổ chức cá nhân khác đang không sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp đó,
tức là tổ chức cá nhân đang sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông khác. Nếu vậy, quy định này cần được đánh giá tác động, đảm bảo chỉ được áp dụng trong những trường hợp thật cụ thể do luật định để không tùy tiện xâm phạm đời tư cá nhân một cách bất hợp pháp, đề nghị ban soạn thảo quan tâm. Chiều nay, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể để biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Bên cạnh đó, Quốc hội còn biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân với đại đa số đại biểu tán thành. Sau đó, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Học viện Chính trị khu vực 4 vừa phối hợp với trường Chính trị tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm học 2021-2023. Đến dự có tiến sĩ Lê Xuân Tạo, phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trà Vinh. Lớp học có 59 học viên thuộc diện cán bộ quy hoạch, các chức danh lãnh đạo quản lý chủ chốt của các sở ban ngành và các địa phương của tỉnh Trà Vinh. Sau hơn 18 tháng tích cực giảng dạy và học tập, các học viên đã hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ chương trình đào tạo đặt ra. Các học viên trải qua 19 môn học và các chuyên đề bổ trợ như kinh tế chính trị Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo dục quốc phòng và an ninh, quan hệ quốc tế, chính trị học, khoa học lãnh đạo, nhà nước và pháp luật. Kết quả cuối khóa học có 59 học viên đều đủ điều kiện tốt nghiệp cuối khóa, trong đó có 53 học viên xếp loại khá. Phát biểu tại lễ bế giảng, tiến sĩ Lê Xuân Tạo, phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4, chúc mừng 59 học viên được cấp bằng tốt nghiệp và khẳng định, mặc dù trong điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi học viên đều phát huy được tính chủ động sáng tạo, nâng cao ý thức tự giác học tập và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt ban giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4, tiến sĩ Lê Xuân Tạo gửi lời cảm ơn đến thường trực tỉnh ủy, ban tổ chức tỉnh ủy và ban giám hiệu trường chính trị tỉnh Trà Vinh đã tạo điều kiện trong công tác phối hợp hỗ trợ tốt nhất cho học viện hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và mong muốn tất cả học viên sau khi ra trường vận dụng tốt việc học tập chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào việc thực hiện nhiệm vụ công tác của mỗi học viên ở địa phương. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Trà Vinh nêu rõ, tỉnh Trà Vinh xác định việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong ba đột phá chiến lược theo nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng bộ tỉnh. Tỉnh ủy đã ban hành nhiều kế hoạch đề án về phát triển nguồn nhân lực. Việc tổ chức lớp cao cấp lý luận chính trị sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực đảm đương thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thông qua khóa học lần này là cơ hội để học viên nâng cao bản lĩnh chính trị, học tập nghiên cứu, nâng cao trình độ, trang bị cho mình những kiến thức bổ ích về lý luận chính trị, kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời, sau khi kết thúc khóa học này, các học viên sẽ vận dụng những kiến thức của mình làm chuyển biến mọi mặt ở từng đơn vị địa phương. Học viện Chính trị khu vực 4 vừa tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự hội thảo có trên 100 đại biểu đến từ ban tuyên giáo, trường chính trị, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng và nghiên cứu lý luận chính trị ở khu vực Tây Nam Bộ. Theo báo cáo của ban tổ chức, hội thảo đã tiếp nhận 50 tham luận đến từ ban tuyên giáo, trường chính trị, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng và nghiên cứu lý luận chính trị ở khu vực Tây Nam Bộ. Các thảo luận này đã làm rõ việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, từ đó góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Để vận dụng có hiệu quả và tiếp tục phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4 đề ra ba vấn đề trọng tâm là phải nhận thức sâu sắc hơn nữa, đầy đủ hơn nữa về tầm quan trọng của việc vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự phát triển của đất nước cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý ngang tầm với nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong cũng đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của các cơ quan đơn vị thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ lý luận, bồi dưỡng đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Ngày 21 tháng 6, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè có buổi làm việc với các ngành khối nội chính huyện để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hoàng Khải, tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy Cầu Kè, chủ trì buổi làm việc.
Trong 6 tháng đầu năm, các ngành trong khối nội chính của huyện Cầu Kè tích cực tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả lĩnh vực công tác nội chính, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng công an huyện đã điều tra và xử lý 54 vụ với 105 đối tượng, chuyển viện kiểm sát truy tố 40 vụ với 79 bị can, xử lý hình sự đánh bạc 9 vụ với 24 đối tượng, triệt xóa 8 tụ điểm tệ nạn ma túy, bắt xử lý 3 vụ với 7 đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy. Viện kiểm sát nhân dân thụ lý 38 vụ với 104 bị can, truy tố 34 vụ với 84 bị can. Tòa án nhân dân huyện thụ lý giải quyết xét xử án các loại 121 trên 267 vụ việc, đạt tỷ lệ trên 45%, không có trường hợp án quá hạn luật định, án bị hủy hoặc cải sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư huyện ủy Cầu Kè Nguyễn Quang Khải đề nghị các ngành khối nội chính trong thời gian tới cần kịp thời tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, tư pháp, tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành trong thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng công an chủ động tăng cường bám sát cơ sở, làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng nắm và dự báo tình hình, nhất là tình hình trong dân tộc tôn giáo, trên môi trường mạng, để kịp thời xử lý ngăn chặn, không để bị động, đột xuất bất ngờ, xảy ra điểm nóng. Tăng cường kiểm tra, phát hiện triệt xóa, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an xã, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp trong hòa giải, điều tra, truy tố và xét xử đảm bảo đúng người đúng tội. Ngoài ra, Bí thư huyện ủy Cầu Kè còn đề nghị các ngành trong khối nội chính của huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao vai trò trách nhiệm, hiệu quả công việc của người thi hành pháp luật, tạo được lòng tin trong nhân dân đối với công tác tư pháp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Trà Vinh vừa đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. Trong 6 tháng đầu năm, ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã kịp thời cụ thể hóa các chương trình kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính để tổ chức thực hiện. Việc sử dụng đồng bộ các hệ thống thông tin dùng chung, huyện Châu Thành cơ bản đáp ứng kịp thời công tác cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân trong quá trình thực hiện giao dịch giấy tờ có liên quan đến cơ sở pháp lý, đảm bảo đúng theo thời gian quy định. Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Trà Vinh đề nghị ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung trong công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức, tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc chấn chỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc chứng thực bản sao điện tử nhằm phục vụ cho việc tái sử dụng hồ sơ mà không yêu cầu người dân cung cấp lại, tiếp tục thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn trong thời gian tới, tiếp tục hỗ trợ người dân doanh nghiệp tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra phương hướng chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh và Ban đoàn kết Công giáo các huyện thị thành phố đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo, gắn với 10 nội dung của phong trào thi đua yêu nước 7 tốt đời 3 đẹp đạo do Trung ương Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng bào Công giáo trong tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp thực hiện những công trình phúc lợi công cộng, từ thiện bác ái, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, sức khỏe cộng đồng và xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được trên 5,2 tỷ đồng. Các vị linh mục, ban quý chức các họ đạo, nhà thờ trong tỉnh cũng đã phối hợp chính quyền và các đoàn thể tổ chức xây dựng được 13 câu lạc bộ tuyên truyền cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật tại các họ đạo và quỹ tái hòa nhập cộng đồng, qua đó góp phần giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Trà Vinh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đại biểu người Công giáo tỉnh Trà Vinh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp tục đẩy mạnh vận động đồng bào Công giáo trong tỉnh tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện có hiệu quả các phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ủy ban Đoàn kết Công giáo phát động. Đặc biệt là tiếp tục tham gia các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Cũng tại hội nghị này, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Trà Vinh bầu bổ sung 5 ủy viên ủy ban và ủy viên ban thường trực Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh Trà Vinh.
đồng thời đề cử ông Nguyễn Văn Nam giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2022-2027. Chiều hôm qua ngày 21 tháng 6, đoàn công tác của ban tổ chức tỉnh ủy Trà Vinh đã đến thăm và chúc Tết Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đến thăm Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, đoàn công tác của ban tổ chức tỉnh ủy Trà Vinh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên đài nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời khẳng định công tác tuyên truyền trên báo chí trong thời gian qua chính là một trong những cầu nối quan trọng góp phần đưa tiếng nói của Đảng, cụ thể là đưa công tác lãnh chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh đến với các tầng lớp nhân dân. Thay mặt ban giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, ông Tăng Chí Quấn, tỉnh ủy viên, giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh đã bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm của ban tổ chức tỉnh ủy đối với đơn vị, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, ban tổ chức tỉnh ủy sẽ quan tâm tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ viên chức đài học tập nghiên cứu, nâng cao trình độ chính trị cũng như thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng Đảng. Ông Tăng Chí Quấn cũng khẳng định đội ngũ phóng viên biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh sẽ luôn giữ lửa nhiệt huyết, ý thức rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp để chuyển tải một cách nhanh chóng, kịp thời những chủ trương của Đảng nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Chiều hôm qua ngày 21 tháng 6, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tổ chức họp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tại buổi họp mặt, ông Tăng Chí Quấn, tỉnh ủy viên, giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh đã ôn lại truyền thống 98 năm xây dựng và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí tỉnh Trà Vinh. Trong thời gian qua, đội ngũ những người làm báo tại Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời truyền tải các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân. Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển, giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh mong muốn đội ngũ cán bộ công chức viên chức đài và đội ngũ cộng tác viên tiếp tục năng động nhạy bén, kịp thời ghi nhận và đăng tải thông tin chính thống, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhanh nhất đến với người dân. Qua đây, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích là lấy việc phục vụ nhiệm vụ chính trị làm hàng đầu, đổi mới để phục vụ nhân dân, thu hút khán thính giả làm nhiệm vụ trọng tâm, từng bước tiến tới xây dựng cơ quan truyền thông đa phương tiện hiện đại. Dịp này, Hội Nhà báo tỉnh đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cho viên chức Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh. Vừa qua, ông Quỳnh Thông Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Càng Long vừa có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại các điểm trường trong huyện Càng Long. Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện đã nghe báo cáo tình hình triển khai công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đến thời điểm này, các điểm trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết cho kỳ thi như cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho kỳ thi, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, điện, nước, thông tin liên lạc, phòng thi dự phòng, phương án hỗ trợ chỗ ăn nghỉ cho cán bộ coi thi và học sinh khó khăn, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, toàn huyện Càng Long có 1.573 thí sinh tham dự kỳ thi với 69 phòng thi chính thức, 17 phòng thi dự phòng. Kỳ thi được tổ chức tại 5 điểm thi gồm trường Trung học phổ thông Nguyễn Đáng, trường Trung học phổ thông Dương Háo Học, trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Hai, trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, trường Trung học phổ thông Hồ Thị Nhâm. Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn huyện Càng Long, đồng thời yêu cầu các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện và các đơn vị liên quan cần chủ động các phương án bảo đảm an ninh trật tự cho kỳ thi. Hội đồng các điểm thi tiếp tục quan tâm chỉ đạo toàn diện kỳ thi trên địa bàn huyện để kỳ thi trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn huyện Càng Long đảm bảo an toàn, thành công. Thưa quý vị các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đang đến gần. Thời điểm này, các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Cầu Kè tích cực tổ chức ôn luyện, củng cố hệ thống lại những kiến thức cho học sinh để các em sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng này với tâm thế vững vàng và đạt hiệu quả cao nhất. Tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, huyện Cầu Kè có tổng số 782 thí sinh dự thi. Trong này, hệ trung học phổ thông có 747 thí sinh, hệ giáo dục thường xuyên 35 thí sinh. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hình thức các bài thi năm nay vẫn được giữ nguyên như những năm trước. Nội dung thi chủ yếu nằm trong chương trình học lớp 12. Thí sinh theo học chương trình trung học phổ thông sẽ phải làm 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, và chọn một bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên, tổ hợp các môn, vật lý, hóa học, sinh học, hoặc khoa học xã hội, tổ hợp các môn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Về bài thi ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận với 120 phút,
các bài thi còn lại sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm. Trong đó bài thi toán có thời gian 90 phút, ngoại ngữ 60 phút, các bài thi tổ hợp có tổng thời gian 150 phút. Mỗi môn thi thành phần trong bài thi có thời gian 50 phút. Cũng như mỗi năm, năm nay huyện Cầu Kè được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh chọn đặt 3 điểm thi, gồm điểm thi Trung học Phổ thông Cầu Kè có tổng số 357 thí sinh dự thi, gồm các thí sinh của trường Trung học Phổ thông Cầu Kè và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện. Điểm thi trường Trung học Phổ thông Phong Phú có 280 thí sinh và điểm thi trường Trung học Phổ thông Tam Ngãi có 145 thí sinh. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra đạt kết quả cao, trong thời gian này các đơn vị trường Trung học Phổ thông trên địa bàn huyện đã bước vào giai đoạn cuối để ôn tập, hệ thống lại những kiến thức đã học, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi và đề thi thử để các em tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Trong khoảng thời gian ôn tập vừa qua thì cơ bản là bản thân em nhờ thầy cô ôn tập chỉ dạy nên là bản thân em cũng đã nắm được một số kiến thức cơ bản để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Trên lớp thì thầy cô cũng rất là tận tình chỉ dạy để tụi em có thể rà soát lại kiến thức cơ bản. Đối với một số bạn học yếu kém thì thầy cô cũng rất là tận tình chỉ dạy từ những cái cơ bản nhất. Thì vừa qua thì nhà trường cũng đã tổ chức 2 kỳ thi thử, một kỳ là do trường tổ chức và một kỳ là do sở tổ chức, thì tụi em cũng đã hoàn thành được 2 kỳ thi thử đó. Và qua đó thì tụi em cũng đã rà soát lại được cái lượng kiến thức của mình và để có thể là bổ sung thêm những cái cần thiết và để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Thì hiện tại thì bản thân em cũng đã chuẩn bị tinh thần và cũng có thể nói là sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Ở thời điểm hiện tại thì thầy cô đã ôn cho chúng em cơ bản là đầy đủ cái kiến thức để cho chúng em để chuẩn bị vào kỳ thi sắp tới. Và từ đây đến ngày thi, chúng em sẽ cố gắng nỗ lực ôn tập để tự tin hơn và sẵn sàng bước vào kỳ thi sắp tới để làm bài được tốt hơn và đạt kết quả như mong muốn. Hiện tại thì chúng em cũng đã sẵn sàng bước vào kỳ thi sắp tới. Bên cạnh tập trung ôn tập, các trường cũng chú trọng phổ biến những quy định, quy chế thi, cung cấp kết quả tuyển sinh của các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp của năm trước để học sinh cũng như phụ huynh tham khảo. Cùng với đó động viên tinh thần, tạo không khí học tập thoải mái để các em học sinh có tâm lý tự tin trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Quá trình dạy thì thầy cô cũng phổ biến một vài cái quy tắc trong môn thi cho tụi em biết để nắm rõ và trong để khi mà thi thì sẽ không có bị vi phạm. Em cũng như là các bạn cố gắng học ôn bài nhiều hơn, rồi mình nắm chắc lại những cái kiến thức trọng tâm cơ bản để hoàn thành một kỳ thi thật tốt, và vô phòng thi thì sẽ có một cái tâm lý là bình tĩnh và không có bị run sợ lo lắng. Tới thời điểm này thì em chuẩn bị tâm lý rất là vững vàng, sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng các cái kế hoạch cụ thể cho từng bộ môn. Nội dung ôn tập thì bám sát theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đến nay thì công tác ôn tập đã đi vào giai đoạn cuối. Nhìn chung thì tình hình rất là ổn định. Học sinh chấp hành tốt cái giờ giấc ôn tập cũng như thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên bộ môn đưa ra. Thì vừa qua thì nhà trường cũng đã tổ chức cái đợt kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng công tác ôn tập. Thì qua kết quả kiểm tra thì cho thấy các em đã thực hiện tốt các yêu cầu của các dạng đề thi ở từng môn thi. Thì dự kiến trong cái thời gian ngắn còn lại thì nhà trường sẽ tiếp tục chỉ đạo giáo viên củng cố, bổ sung kiến thức cho các em, khắc phục những cái hạn chế, những cái sai sót mà các em gặp phải trong quá trình ôn tập nhằm mà đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Về cơ sở vật chất thì nhà trường đã chỉ đạo bộ phận cơ sở vật chất tiến hành kiểm tra bàn ghế cũng như là hệ thống đèn, quạt, nguồn nước sạch. Nhìn chung đảm bảo tốt tất cả các điều kiện cũng như là tất cả các yêu cầu nhằm phục vụ tốt cho kỳ thi. Ngoài ra để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đến thời điểm này các đơn vị trường được chọn đặt địa điểm thi còn phối hợp với các ban ngành có liên quan và địa phương khẩn trương chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, triển khai kế hoạch thực hiện các phương án phòng chống dịch bệnh, thiên tai, cháy nổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 vào ngày 28 và 29 tháng 6. Từ việc chủ động, nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo, sự cố gắng của học sinh cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo thi các cấp, tin rằng các thí sinh khối 12 của huyện Cầu Kè sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 với tâm thế tự tin, chủ động và đạt được kết quả cao nhất.
Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi.